Em là chủ kênh Vân Lan Phương Hùng, xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2021, nhà vườn em lên một số mặt hàng để giới thiệu và chia sẻ cho các bác những mặt hàng giống hoa lan đẹp nhé. Hôm nay nhà em có rất nhiều mặt hàng đặc sắc đẹp để cho các bác sưu tầm, chuẩn mặt hoa, chuẩn con giống cho các bác yên tâm sưu tầm. Đó, hôm nay nhà em có ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ này, rồi là năm cánh xanh Phú Thọ này, bầu cánh mai Tam Dương này, và đặc biệt hơn là hôm nay em có mít Tố Đan đó, và lên một chậu bầu cánh mai Tam Dương, chậu mẹ luôn. Bác nào sưu tầm được thì sưu tầm, thì em cũng đi lại thì làm kỹ nhân giống cho những vụ sau. Và đây là mít Tố Đan này, các bác nhìn phê không đó. Sau đây em cũng không để cho các bác chờ đợi lâu, em đi vào chi tiết từ đơn hàng luôn. Đó. Nay em có 4 đơn bầu ở đợt mít Tố Đan. Mít Tố Đan. Thì trước khi vào mặt hàng này, em cũng nói luôn để cho các bác nắm được. Đây là mặt bông. Đây là mặt bông mít Tố Đan. Đấy, cánh bầu rất đẹp. Mũi là mũi tây. Đó, để các bác phân biệt, nó là ám. Dòng ám rồi. Đó. Mít Tố Đan. Đó, chuồn mặt hoa và chuồn con giống. Và những mặt hàng này em đều viết giấy bảo hành gửi kèm cho các bác. Nếu các bác nào mà lấy mặt bông thì cũng có thể là vào Zalo của em mà gửi mặt bông cho các bác, và đều viết giấy bảo hành nếu các bác chưa đủ lòng tin với nhà vườn nha. Những các bác đã mua thì có nắm được rồi. Đó. Đó là một chậu này. Đây là một chậu mít Tố Đan này, cực kỳ là đẹp, phê và đang lên kỳ trên thân này. Đó, rất là đẹp. Và một mầm gốc, lên mầm gốc. Đó, rất là đẹp, quá tuyệt vời. Đó, rất đẹp. Chuồn hàng chuồn giống thì cho các bác yên tâm sưu tầm. Và nguồn cây này là em lấy bên bản Hưng. Đó, rất là đẹp. Em chia sẻ hình số 1 mít Tố Đan 500.000 đồng cho hình số 1. Đó. Và cái này em gửi cả chậu luôn đấy, em không tách ra. Và năm ngoái là một cây này thì không có tiền triệu thì không mua được các bạn. Một cái kỳ này năm ngoái nó rơi khoảng 2 triệu. Nhưng năm nay thì tùy theo thời điểm và tùy theo lúc giá cả thị trường. 500.000 đồng hình số 1. Em chuyển sang hình số 2. Hình số 2 đó là một kỳ, một chậu gồm có hai thân mẹ. Đó. Hai thân mẹ rất đẹp. Quá là phê luôn. Đó. Một mầm gốc rất là tốt, rất là khỏe. Hai mầm gốc. Và cái cây này là chưa lên, nó hơi bút, sau này các bác có thể dùng cái vòi bơm xói vòi bớt này thì cho nó chặt cái ra là nó lên một gốc và nó đang bắn tích kỳ trên thân này. Đó. Rất là phê, hai một gốc. Đó. Em chia sẻ là 700.000 đồng cho chậu số 2. 700.000 đồng cho chậu số 2 này. Đó. Em chuyển sang hình số 3. Chậu số 3 này. Số 3 đó là một thân đang lên hai mầm gốc. Đó, đang có hai mầm gốc này và vẫn còn mắt đó nhá, còn mắt. Đó, rất là đẹp. Đó, lá rất là phê. Đó. Em chia sẻ là 450.000 đồng cho chậu số 3. 450.000 đồng. Đó. Đó. Em chuyển sang chậu số 4. Chậu số 4 thì báo cáo bác luôn là đây là ba thân mẹ luôn. Ba thân mẹ. Tuy nó hơi ngắn nhưng ba thân mẹ mình sẽ lấy được rất là nhiều mầm gốc của cái chậu này. Nhưng lý do là nó chưa lên. Về các bác này, đây là em để im giá thì thôi. Em cũng chưa phịt nó ra. Nhưng phịt nó ra thì là nó sẽ lên mầm gốc. Đây có mầm gốc này. Đây như cây này. Đấy. Nó mọc và nó chui dưới đây này.
Đấy, nên là mình xói vào bớt, vì bạn này lúc trồng là trồng hơi sâu cho nhiều giá thì là trồng hơi sâu này. Đấy, mình phí ra là mùa này mùa sinh sản rồi. Đó. Em chia sẻ nguyên cả chậu này, ba thân mẹ này. Và em mới có nhìn thấy một mầm gốc. Đó, thì cái này không phải là không có mầm gốc mà nó chưa lên, đúng không nhá. Nếu các bác muốn nó lên ngay thì có thể là dùng tí bông tai nhúng vào di xanh xong bôi vào gốc này là sẽ lên. Đó. Em chia sẻ chậu số 4 này. 450.000 đồng cho chậu số 4. Đó, rất là đẹp. Ok phê luôn. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 5. Đó là bầu cánh mai Tam Dương. Thì mặt hàng này em cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Hôm nay là em lên một chậu lớn, bác nào sưu tầm được thì các bác sưu tầm và cũng cho lên đây thì các bác so sánh giữa thân lá từ cây con đến thân mẹ luôn. Đây là thân mẹ này. Đấy, thân mẹ thì các bác nắm rồi, đây là cái ngón tay cái của em mà đốt nó rất là ngắn đó. Nhưng cái thân này nó dài khoảng 1m1, bây giờ là khoảng 1m1 các bác nhé. Đó, rất là đẹp. Đây em quay video chậm cho các bác coi. Đó, rất là đẹp và rất là phê. Đó. Đó, rất là đẹp, rất là phê. Đó. Quay qua một gốc. Đây, sâu quá không được. Đó, dần nắp giấy. Đây, bản thân là bản thân lá mít. Các bác nhìn cái mầm gốc nó lực đến mức nào. Quá khỏe luôn. Đấy. Thân rất to này. Bán thì bán lá mít này. Đây, các bác ngắm này. Cái ngọn nó đi như thế này. Rất là phê. Rất là đẹp. Đây, cái mầm này là chưa lên được mầm gốc. Hơi sâu này. Nó phải bới ra này. Đó. Đây mầm tiếp theo này. Hai mầm. Thì có hai thân mẹ. Nhưng mới có một mầm gốc. Mầm gốc này đã dài được khoảng 25cm. Đó, 25cm. Còn đây là thân từ năm ngoái. Bạn Hưng bạn cắt và ươm kỳ và nhân giống tất những cái mặt hàng này. Đó. Em chia sẻ nguyên chậu này. Bác nào có khả năng lấy được. Không thì 4.500.000 đồng. Về năm nay là ra hoa thì sẽ bảo hành luôn, không cần phải bảo hành. Đấy, rất là đẹp. Nguyên ngắm cái thân lá là đã thích rồi. Rồi lại đến mặt bông rất là đẹp. Em cũng cho các bác coi khuôn bông luôn. Đó, đây là khuôn bông bầu cánh mai Tam Dương. Các bác nhìn cái khuôn bông rất là đẹp. Cánh rất là to, bông thì bay 24 giờ. Em có cả video quay về 12 giờ đêm luôn. Nếu bác nào cần em cung cấp, em gửi cái video cho các bác ngắm luôn. Bay 12 giờ đêm có nghĩa là bay 24 giờ. Nick Facebook là bạn Hưng Nguyễn, địa chỉ nhà bạn là ở Tam Dương Vĩnh Phúc. Đó, 4.500.000 đồng cho cả chậu. Đó, và sau đây em chuyển sang hình số 6, đó là kỳ. Đó, hình số 6 này là kỳ. Đây là kỳ này. Thân mẹ này. Đây là thân mẹ này. Để 3 mầm gốc rất là lực. 3 cái mầm gốc này, cho các bác coi này. 3 mầm gốc rất là khỏe. Rất là đẹp. Nhìn mầm gốc quá xinh luôn. 3 mầm gốc. Đó. 500.000 đồng cho hình số 6. Hình số 6 500.000 đồng. Đó. Quá đẹp. Em chuyển sang hình số 7. Hình số 7 cũng là một mẹ này. Một mẹ này. Ơi. Và 3 mầm gốc tiếp theo này. Mỗi mẹ 3 mầm gốc. Đó. Bản thân nó là bản thân lá mít. Bông bầu. Bạn đặt là bầu cánh mai Tam Dương. Đó, rất là đẹp. Đây mầm gốc này. Đó. Cũng là 500.000 đồng cho hình số 7. Em chia sẻ hình số 8. Hình số 8 này cũng là một mẹ này, tương tự như bên này. Đó, một mẹ này. Đó, cái mẹ rất là đẹp và cũng là 3 mầm gốc. Và em nói luôn, đây là em vừa bới ra nên là nó sâu quá các bác nhé, nó để nó chui ở dưới nên là nhìn nó trắng này, mai kia nó lại xanh trở lại như này,
bởi vì nó ở dưới nó cái không khí nó ít đấy, thì nó mầm nó trắng này đó. Em chia sẻ là 400.000 đồng cho hình số 8, 400.000 đồng cho hình số 8. Em mà chuyển sang hình số 9, hình số 9 là một thân mẹ này mà chưa lên kỳ bây giờ mới lên này đấy. Các bác coi video kỹ cho em này, bây giờ mới lên này đấy, mắt này đó. 200.000 đồng, 200.000 đồng cho hình số 9, hình số 9 200.000 đồng đó. Sau đây em chuyển sang hình số 10, hình số 10 cũng là một cây tương tự mà cũng đang lên mầm gốc đó. Các bác nhìn thấy mầm gốc chưa đó. Xanh xanh này đó, đang bây giờ bắt đầu đang lên, cũng là một cây 200.000 đồng cho hình số 10. Em chuyển sang hình số 11, đó là một cây rất là nhỏ, cây này nhỏ hơn nhưng mầm gốc đã lên rồi này. Nhìn mầm gốc mầm gốc đó, 130.000 đồng cho hình số 9, 130.000 đồng đó. Sau đây em chuyển sang hình số 12, hình số 12 đó là mặt hàng 5 cánh xanh Phú Thọ. Thì mặt hàng này là em lấy từ anh Thanh Yên Lập Phú Thọ đó. Em chia sẻ hình số 12 này mà em cũng cho các bác coi khuôn bông luôn. Đây là khuôn hoa 5 cánh xanh Phú Thọ, 5 cánh xanh Phú Thọ. Giá cả thị trường năm ngoái thì các bác biết là ít nhất người ta bán 500.000 trên mắt ngủ 5 cánh xanh này, tùy theo thời điểm có nhé. Em chia sẻ hình số 12 này là 2 triệu đồng cho 3 mầm gốc. Trước tiên em nhìn thấy 3 mầm gốc này, 3 mầm gốc và 2 thân mẹ. Cái thân mẹ là dài 30 cm, thân này 30 cm và thân 20 cm. Và em cũng nói luôn đây là em có kích một mắt và nó đang lên kỳ này. Đấy, các bác nhìn thấy kỳ không? Đấy, em kích một mắt này nó ra hoa đó, em kích rồi, kích một mắt thì cho cái chậu này bác nào mua vào là có nghĩa là về sẽ có hoa để ngắm và nhanh hết bảo hành với em. Và những mặt hàng này trước khi em mua em cũng có quay video, cho nên là bác nào mua cái mặt hàng này cũng có thể là gửi cho vào Zalo theo số điện thoại 0972 197 255 là Zalo của em Nguyễn Mạnh Hùng. Em sẽ gửi cái video lúc em mua dòng này và đã có bông bói trên thân trực tiếp đó. Tuy nhiên là cái bông bói này sẽ không đẹp bằng cái bông nở tự nhiên được đó, các bác nhé. Em chia sẻ hình số 12 này là 2 triệu đồng đó. Em chuyển sang hình số 13, cũng là một chậu gồm có 3 thân mẹ, 1 này 2 này 3 thân mẹ này và có 3 mầm gốc rất là khỏe. Đó, 3 mầm gốc rất khỏe. Em chia sẻ cá chậu là 1.300.000 đồng. Còn nếu như bác nào lấy lẻ này thì là một mẹ này, một con này là 500.000 này. Một mẹ một con 500.000 này. Có cái nhỏ này, một mẹ này, một con này 300.000 đồng. Đó, chuồn hàng chuồn giống. Các bác yên tâm để sưu tầm những mặt hàng con giống nhà em. Đó. Em chuyển sang hình số 14 và hình số 15 và hình số 16. Đó là mặt hàng ám mắt sâu lưng xanh Phú Thọ. Cái này em lên nhiều rồi, em rất là nhiều. Hình số 14 em chia sẻ là 200.000 đồng, 200.000 đồng một mẹ và một con 200.000 đồng, và còn một mắt ở cái thân giả đang lên 200.000 đồng. Đó, rất là đẹp. Em chuyển sang hình số 15 này. Hình số 15 đó là một thân mẹ này, thân mẹ đã dài 20 cm và tỷ lệ cái này làm kỳ nó rất là đạt. Và hai mầm gốc, một mầm gốc này, hai mầm gốc này, em chia sẻ là 250.000 đồng, 250.000 đồng. Em chuyển sang hình số 16, hình số 16 là một thân mẹ và một mầm gốc rất là uy lực, em chia sẻ là 200.000 đồng đó. Đó, và sau đây em cũng cho các bác coi khuôn bông này, ám mắt trâu lưng xanh Phú Thọ này. Đó, đây là khuôn bông ám mắt trâu lưng xanh Phú Thọ. Thì hình số 16 cũng khép lại cái video của buổi sớm ngày hôm nay nha em. Cuối video cũng cho em gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể cô chú anh chị có một sức khỏe mới. Em chào tạm biệt các bác.